Quân đội Iraq tái chiếm thị trấn Adham. Tin Baghdad, quân đội Iraq cho biết đã tái chiếm thị trấn Adham nằm phía bắc thủ đô Baghdad. Một sĩ quan nói rằng dân quân ISIL đã đốt phá mọi thứ trước khi rút lui. Quân đội đã lấy lại được xe và vũ khí của quân đội đã bị chúng lấy được là chiến thắng lớn. ISIL đã chiếm nhiều vùng đất ở Iraq, thu được một số lớn vũ khí của quân đội Iraq bỏ chạy và lấy tiền từ các ngân hàng tại các thành phố và thị trấn. Iraq đã huy động thanh niên nhập ngũ để chống lại ISIL. Phát ngôn viên quân đội Iraq là tướng Qasem Atta cho biết cuộc hành quân tái chiếm Adham đã tiêu diệt được 21 dân quân, phá hủy 3 chiếc xe. Hoa Thịnh Đốn và các nước Tây Phương đang áp lực Thủ tướng Nouri al-Maliki cải tổ chính phủ, lôi kéo sự ủng hộ của người Sunni để giúp chống lại ISIL. Tuy nhiên, chính phủ Thủ tướng Maliki dựa vào sự ủng hộ của người Shiite, từng tuyên bố những nhà chính trị người Sunni là những tên phản bội. Dân quân các tổ chức người Shiite được Iran tài trợ đã được đưa ra trận để ngăn chặn ISIL.